Hello anh em, chào mừng em đến như quay trở lại với kênh của mình là Khương Kyler. Thì tiếp tục với cái series combo kỹ năng nhân vật để anh em tham khảo, thì hôm nay anh em mình đến với nhân vật cũng khá là ngon, hỗ trợ cũng như một tăng cơ anh em. Thì hôm nay mình muốn gửi đến anh em đây là con Dimitri anh em, Dimitri. Ui, đọc gì không biết có phát âm có chuẩn không anh em. Nếu mà có cách phát âm nào ok hơn thì để lại cho phần bình luận cho mình biết nha. Diệt sốc lên anh em. Ok. Thì trước khi vào video thì anh em nhớ kéo xuống cho mình xin một like nha. Cho nên đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Bấm chuông thông báo nha anh em. Hãy đi bù già anh em có thể thấy trên màn hình đó. Nhớ theo dõi để xem mình like nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì kỹ năng của nhân vật này là tạo một vùng hồi máu trong bán kính là 3,5m. Cũng tương tự như Alok vậy anh em. Đây có thể là một phiên bản nâng cấp của hoặc là một là nâng cấp hay là ngang bằng ta. Có lẽ là mình nghĩ đánh giá là mình con này sẽ chỉnh hơn con Alok một tí anh em. Alok tăng tốc độ chạy và máu đúng không? Con này là hồi trong vòng 300,5m bên trong người dùng và đồng minh hồi 3 máu trong giây, nâng cấp nó sẽ cao hơn. Khi hạ gục thì người dùng và đồng minh có thể mà tự hồi phục lại anh em. Nóc anh em có thể tự tự sống dậy á. Khá là ngon đúng không? À xin lỗi anh em, tí nữa đã nhầm, tí nữa là to. Thì cái này thì nó bao nhiêu đây? 3 giây là cố định anh em ạ. Lại mình nhầm, xin lỗi anh em nha. Ok, để mình vô mua một tí hồi phục anh em. Một cái tí mảnh gì đó. Mảnh cấp nhân vật hay nhân vật á. Ở đâu vậy đây? Bây giờ thì nhiều quá. Đây. Chích một ly là đi một xị đây anh em ạ. Lấy được đóng cái cương rồi. Ok, bây giờ thì kỹ năng nhân vật khá là thoải mái nâng rồi nè, chứ không phải như lúc giống lúc trước nè. Ok, sắp hết vàng rồi. Còn OB mới sắp tới mà lại hết vàng thì lại to. Ok, thiếu một tí rồi. Còn không ta, đủ đồ. Hơi dài dài một tí thì em thông cảm nha. Đây thì không được, còn cái hộp không á, hơi gườm gà rồi đây mà, tập vô mua thôi, em đợi chút xíu nha, chắc không tới nổi này đâu, rất kim cương để mai còn OB mới còn quay video đi, quay như bằng mi vàng cho anh em xem, thì được không quan trọng, nhưng mình gửi đến anh em một tí. Ok, hồi dài rồi. Ok, lần lên em. Ok, đây cách tối đa. Tối đa chậm dẫn 3,5m bên trong những hồi 3 máu nha anh em. Khi hạ gục thì anh em có thể đứng dậy kéo dài trong vòng 15 giây. Thời gian hồi nó sẽ hơi, thời gian mà kỹ năng ấy nó sẽ hơi lâu hơn cái kia một tí. Này có thể tự hồi phục dậy khá là ngon anh em. Đây, mở kỹ năng. Kỹ năng này anh em có thể sử dụng những cái combo khá là quen thuộc thôi. Nếu mà anh em chơi vị trí y tá cái thứ thì anh em có thể đem Kelly với một con gì ta? Con Nikita ha, phải không? Cái con gì nhân vật nữ bên mẹ tên rồi. Anh em đợi tí xíu. Đây. Olivia anh em ạ, lâu quá là không dùng cái năng y tá này. Capella. Capella nha anh em. Tôi la đâu rồi, nhìn nhiều nhân vật quá đẹp, gặp hiệu la nằm đâu rồi đẹp, ghi cười ngáo rồi đẹp ơi. Đây Capella, anh em có thể sử dụng combo này, cũng có thể sử dụng thay thế Capella, anh em có thể sử dụng con khác như là Justin Bieber đây, thay cho vào vị trí của Olivia, Olivia hả, con hồi phục này. Có thể là thay vô con Capella, theo mình thì nên đem vô cái kỹ năng của con y tá này sẽ ok hơn. Ok, anh em thấy combo này ok không ta? Anh em có thể sử dụng con này để tăng cơ, tại vì khi mà anh em nóc á, kẻ địch muốn giết anh em là phải hạ anh em gạt luôn, chứ để anh em sống dậy thì lại phiền anh em, kiểu như vậy á. Đây, combo theo mình là cũng khá là thú vị nha anh em. Khi mà anh em chơi solo thì anh em chỉ được hồi máu thôi nha, không có được nóc xong cứu lại đâu anh em.
Ok, này lúc trước tao có cái hồi mà anh em câu view mà đổi có con bét dậy lại cái anh em sống dậy đó là cái con này nè. Không biết anh em có sử dụng con này không? Có combo nào ok hơn thì để lại dưới phần bình luận mọi người cùng biết nha. Thì video hôm nay thì hướng dẫn anh em nhẹ nhàng như vậy thôi. Anh em có thắc mắc gì để lại dưới phần bình luận nha. Ok. OB32 35 thì cũng sắp ra mắt rồi. Sẽ sớm ra video về độ nhạy cũng như là chi tiết OB35 cho anh em xem nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye, hẹn em ở video tiếp theo.